简单到难理解。世界太美，岁月飞快，心觉长大。买了再买，再没可买，半分快乐，半杯心碎。Ngất xỉu trong đó rồi hả? Ê, nè, xỉu luôn rồi hả? Tiểu thơ này thiệt là, ở trong đó tắm gần 2 tiếng rồi. Tôi xài hết nguyên chai nước khử mới có thể làm mất cái mùi amoi nhắc của anh đó. Không thể nào, tôi đâu có ăn đồ nóng đâu. Tiểu thơ, chuyện nhỏ mà. Đừng có gọi tôi là tiểu thơ nữa. Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Những cô gái bình thường trên đời này ai cũng sẽ sợ cái mùi amoi nhắc đó thôi. Cô học y mà cũng sợ cái mùi đó sao? Tôi còn sợ máu nữa đó. Đặc biệt là máu của anh đó. Anh đang muốn thử thách sự chịu đựng của tôi hay sao? Lúc nãy là tôi muốn cứu cô thôi. Tôi có lên mạng coi rồi. Anh chỉ cần nhẹ nhàng vỗ con đĩa nó sẽ tự nhiên rớt ra. Sao anh cứ nhất định phải dùng cái cách ghê tởm nhất để mà gạt tôi? Vậy còn nói là máu tanh. Trời ơi, kêu tôi nhắm mắt lại nữa chứ. Không phải cố tình chọc tôi thì là cái gì đây? Hả? Không phải, tôi không có gạt cô. Con đĩa đang hút máu mà. Không phải là có máu sao, đúng không? Amoi nhắc của tôi đâu hả? Còn nói, anh còn nói nữa. Sao không nói anh là đồ thú tục? Ê nè, anh chỉ biết lừa gạt tôi. Ê, đồ thì không nói. Hả? Cái ví đựng tiền đó vô tội. Cô à, trong đây có mấy chục đồng đó. Nè, cô thật không biết trân trọng tiền bạc gì hết. Tại số tiền lẻ đó bỏ vô trong túi quần đã bị anh làm ướt hết rồi mà. Rốt cuộc cô có lấy không hả? Không lấy, không lấy, không lấy. Nè, không lấy phải không? Không lấy tôi lấy. Trời ơi, sao hôm nay xui xẻo quá. Không có xui lắm đâu. Hoa quất kim hương rất là đẹp. Cô bị té cũng không gãy tay gãy chân, cũng là may mắn lắm rồi. Lúc nãy còn nói anh rất coi trọng cuộc thi này mà. Còn nói phải dẫn bao tổ công đi du lịch. Còn bây giờ sao? Không có chuyện gì. Chứng minh anh chỉ nói cho có thôi. Chết rồi, dì My hối tôi. Làm sao đi? Tôi trả lời sao đi? Có phải là tôi không thích hợp làm kinh doanh cà phê không? Hay là tôi nên trở qua anh tiếp tục học cho rồi đi. Nè, đói bụng rồi, đi ăn thôi. Đi. Trời ơi, anh chưa rửa tay, buông ra đi. Lý túi trời đi. Ơi, ơi. Cái này, cảm ơn anh. Anh. Xin lỗi nha. Anh này không sao đâu, cho cô thêm cái nè, miễn phí nha. Vậy được chứ. Không sao đâu, ăn đi. Cảm ơn chú. Ê trời, chú à, con cũng không cẩn thận làm rớt rồi. Sao vậy chứ, làm dơ hết, lãng phí hết đồ ăn à. Cậu dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Được. Vậy có tiện cho thêm một cái được không? Được, trả tiền đi. Vậy được rồi, cảm ơn. 10 đồng phải không? Đúng á, 10 đồng. Trời ơi, nè, tiền của anh không có rửa lại sao? Mấy tờ tiền này có thể đi qua bệnh viện, chợ cá, nhà vệ sinh. Chẳng lẽ mỗi lần thu tiền cũng phải về nhà rửa lại hết sao? Tiền từ trước đến giờ luôn không được sạch sẽ. Nè, thật ra anh kéo tôi ra đây, có phải có gì muốn nói với tôi hay không? Ý, ông đó hình như khiêng không nổi. Ông ơi,
Ông ơi, ông cần đi đâu? Con giúp ông. Cảm ơn cô. Không có gì. Cô giúp ông lấy cái này. Cảm ơn. Cảm ơn. Ý da, cô thiệt tốt bụng mà, cảm ơn cô nhiều ha. Cô đúng là người tốt. Không có gì, nên làm vậy mà. Tạm biệt. Tạm biệt. Trời, bà đó hình như cũng cần giúp kìa. Ê, nè, nè, nè. Để tôi. À, bà cần đem đi đâu vậy? Ở trời đất ơi, tên cướp để xe giật đồ của tôi. Phải. Nè. Trời ơi, giật đồ của tôi hả? Trời ơi, giật đồ của tôi nè. Thấy tôi vàng hiếp hả? Bà ấy nóng tính quá, còn đánh tôi nữa. Thôi, dữ thiệt. Bà đâu có cố ý đâu. Anh không cần buồn như vậy. Tưởng tôi là cô sao? Chuyện chút xíu cũng buồn. Nè, đừng có giả bộ như là mình hay lắm á. Tôi biết anh có điều muốn nói với tôi. Nè, cái tên nhóc ở dưới đang nhìn cô kìa. Rất bình thường, người đẹp đương nhiên có người nhìn. Nhưng cái tên đó nhìn lén cô. Lộ hàng. Xin lỗi nha. Không sao, sao đâu. Nè, sau này cẩn thận một chút. Xin lỗi nha. Cho dù là anh cũng như vậy. Cái gì như vậy? Nè, nếu là đàn ông có thể anh hùng hơn. Nè. Tên xấu xa, dám quay đối phụ nữ hả? Tên này không đánh không được mà. Nè. Ơi, không phải chứ. Hãy đứng lại. Đừng chạy nha, đừng chạy. Nè, đứng lại. Mắc cười lắm sao? Không phải là tôi muốn cười anh. Thật ra tôi thật lòng cảm thấy anh rất thảm, rất là tội nghiệp. Chuyện nhỏ thôi. Nè, cô từng gặp cảnh lên xe ngồi rồi mới biết đem không đủ tiền không? Nha, lúc học trung học á, tôi từng thiếu 1 đồng. Nhưng bác tài xế nói là không có sao. 1 đồng? Lúc tôi học tiểu học từng thiếu 1 xu thôi. Xe chạy rồi mà tài xế cũng đuổi tôi xuống xe hả? Còn nữa, lúc trước cô hay nghĩ tôi lừa gạt cô, cứ lấy bao tổ công ra làm cớ, tưởng tôi không coi trọng cuộc thi kéo qua này. Thật ra tôi còn coi trọng cuộc thi này hơn cô nữa. Tại vì tôi không giống cô. Cô không kinh doanh cà phê có thể làm bác sĩ, cho nên thấy phiền rồi nổi nóng. Tại vì cô muốn sớm tìm một con đường đúng để đi. Nhưng mà tôi không được lựa chọn. Tôi chỉ tốt nghiệp trung cấp không tiền không thế. Trước mắt tôi chỉ có 1 con đường. Cho dù tôi bị té 1.000 lần 1.000 lần, té tới đầu chảy máu, tôi cũng chỉ có 1 con đường thôi. Cho nên tôi không thể buồn, không thể giận được, không thể nóng. Hiểu không? Tôi từ nhỏ đã quen thất vọng rồi. Từ lúc ra đời, ba đã giao tôi cho cô tôi. Lúc đầu ba cũng nói với cô tôi, lúc sinh nhật tôi ba sẽ về thăm tôi. Nhưng mà năm đầu tiên không về, năm thứ hai cũng không về, năm thứ ba, chẳng lẽ tôi vẫn tin ông ấy sẽ về sao? Cho nên anh nhất quyết sinh ra bao tổ công, còn phải đích thân nuôi dưỡng nó trưởng thành, là hy vọng khác với ba má của anh. Tôi cũng không trách họ đâu. Lúc họ sinh tôi ra chỉ có 18 tuổi, cũng chỉ là mới lớn thôi. Thì ra là có ba mẹ không có trách nhiệm như vậy. Hey, không phải là tôi rất tội nghiệp, mà do cô may mắn thôi. Từ nhỏ cô uống cà phê xịn, tôi thì uống cà phê kiểu Hồng Kông. Chắc chắn cô coi thường chúng tôi. Chúng tôi là người không cùng chung thế giới. Tôi cũng không nghĩ cô sẽ hiểu thế giới của chúng tôi. Giống như cái kiểu Paris Hilton nói, tại sao có người không có nhà ở, sao không đi ở khách sạn. Tôi không có khờ tới như vậy đâu. Cô có thể coi tiền không ra gì. Cô làm rớt một cái bánh, có người tốt cho cô lại. Cô nhìn tôi nè, tôi làm việc tốt thì bị bà ấy coi là tên cướp. Tôi không cẩn thận lộ hàng thì bị đánh 1 trận. Không phải cô, trời sinh số may mắn chứ là gì. Cho nên lúc cô cảm thấy mình không được may mắn thì hãy nghĩ lại những chuyện xảy ra đối với tôi, thì lúc đó cô sẽ không còn buồn. Tại sao lúc nào anh uống cà phê cũng phải bỏ nhiều đường và sữa vậy? Số của tôi đã khổ rồi, có cần phải đắng chát nữa không? Tôi thường hay nói anh lãng phí cà phê. Anh từng nói với tôi anh thi cuộc thi kéo qua. Đó là tại vì anh với lại bao tổ công chưa từng đi máy bay. Chuyện này là thật hay sao vậy? Có gì lạ đâu. Trước khi bao tổ công ra đời, tôi đi đâu một mình cũng không sao. Đến khi bao tổ công ra đời rồi, không có tiền, không có thời gian, càng không có hứng thú. Nếu không phải sợ nó lớn lên bị chọc quê, tôi cũng không đi du lịch đâu.
Sao hả? Nè, có hứng thú đi coi cá heo trắng hay không? Cá heo trắng sao? Tôi lên mạng xem có người từng kéo qua, kéo được hình cá heo đó. Tôi không nghĩ tới cuộc thi kéo qua đó nữa, anh cũng đừng làm mất hứng. Một chuyến đi có mấy chục đồng quá rẻ rồi. Không được đi máy bay thì đi tàu. Cùng lắm thì tôi mời. Coi như cảm ơn anh giải thích cho tôi biết. Đền ơn tôi phải không? Được, sợ cô sao? Đi hết cả ngày, sao không thấy một con cá heo nào hết vậy? Biết trước rồi. Tôi sống 30 năm nay, mua vé số cũng chưa từng trúng giải an ủi. Bác có sao không? Nè nè, cô làm gì vậy? Nhìn ông ta kìa. Tôi không thấy được ông ấy bị nghẹn cái gì hết á. Vẫn còn nhịp đập. Nhưng mà sao lại không thở chứ? Tôi báo cảnh sát, tôi báo cảnh sát. Chết rồi, hết pin, gọi điện thoại của cô đi. Anh á, có biết là lái thuyền hay không? Cô nghĩ sao vậy? Hả? Nè, cô học y mà, cô cứu ông ta trước đi rồi nói, nhanh lên. Tôi thật sự chưa từng cứu người đó. Tôi sợ đè mạnh quá, ông ta sẽ vỡ xương sườn, sau đó đâm thủng phổi ông ta. Ông ta chết càng nhanh hơn. Cô không còn sự lựa chọn nào. Vì trước mắt của cô chỉ có một con đường: cứu ông ta. Ông ta có thể còn cứu được. Cô không cứu ông ta, ông ta chết chắc. Có hiểu không? Tại sao tôi phải chọn tin anh đây? Tại vì tôi rất tin tưởng cô. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Nè, 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 nè. Bác có sao không? Ông ta bị mắc nghẹn cái răng giả. Bác đó mà ngất xỉu nữa không ai lái thuyền, tính sao đi? Nè, yên tâm, khu vực này là nơi bận rộn nhất thế giới, nhất định sẽ có thuyền đi ngang qua. Tới bây giờ anh cũng có thể lạc quan như vậy sao? Thật là phục anh luôn đó. Đợi người đến cứu cũng được, đợi chết cũng được. Đương nhiên nên vui vẻ để đợi, có đúng không? Là cái gì vậy? Thì là viên đá hình con cá khổng lồ. Tô Tích, Lữ Sang. Sao con lại ở đây? Đây là nhà của má con mà. Hả? Thì ra là hai người quen biết hả? Vậy dễ rồi. Nè, nó thì dễ, nhưng má của nó thì... xin lỗi, việc này tôi không có làm nữa đâu. Nè nè, không phải là anh kêu tôi đi tìm một người đẹp trai giống như anh vậy đi sửa chữa chứ? Thôi mà, giúp đỡ giùm đi. Con không nói, cậu không nói, hai đẹp trai cũng không nói, sao má con biết được? Giả lại lúc má con đi làm, mọi người mới tới làm việc. Mọi người làm xong má con mới tan ca. Vậy mọi người không thể gặp mặt nhau rồi. Nói trước nha, cậu là người đàng hoàng. Như anh ta không tin được, cậu nói cho cậu biết trước nha. Làm việc, đi vô. Đi. Nè, Biên Thư Nhân, con làm ơn. Còn bọc lại nữa, cái tên đó không làm, anh qua giúp nó tháo ra đi. 4 năm trước khi tới đây, con đã muốn tháo ra rồi. Nhưng má sợ phiền, khi dọn dẹp sẽ khó, không cho tháo. Đúng rồi, bà ấy có dặn là lúc chúng tôi sửa chữa tân trang á, thì đừng có làm hỏng lớp nhựa. Chà, Ray Infilling,
Cô cần vậy không? Cô đơn buồn tuổi, em không cần gì hết trời. Cũng sến quá chứ. Đúng là gái cô đơn, à không phải là phụ nữ cô đơn đó. Vẫn chưa, anh coi luôn nhà bếp rồi nói. Hơ, lớp keo vẫn chưa gỡ, cô ta chưa từng nấu cơm sao? Anh nói vậy có cô đậu không? Vẫn chưa, coi cái này nè. Nè, chỉ có mì ly và mì gói, còn lại đều là gói trà, còn thức ăn. Tinh tinh tinh, còn đây là thức ăn dùng lò vi ba, giống như là căng tin của công ty vậy. Có phải là nơi để ở không vậy? Hả? Má con nói tiền lương của má nhiều hơn gấp mấy lần so với người rửa chén. Tốt nhất là kiếm tiền và không cần xuống bếp. Hèn chi, không có chút hơi người nào. Nhà cho ma ở sao? Cho nên tôi không định ở lại. Mọi người ở đây đi nha. Nè 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 nè, má còn kêu con tới coi nhà có đi đâu vậy? Tính lại thì hai chúng ta cũng là họ hàng mà phải không? Con tin tưởng cậu. Con hẹn bạn tới thư viện ôn tập rồi. Tạm biệt. Nè nè nè, con nghĩ ra cái lý do không có hợp lý này sao? Không hợp lý hơn chuyện Tommy kêu cậu về tiệm cà phê giúp cậu nói không rảnh phải đi với bạn gái sao? Chà, vậy anh không hợp lý nhiều hơn đó. Chí, chỉ có trắng đen. Ôi chà, cũng là trắng đen, trời ơi. Ý chà, trời ơi, những thứ này cũng toàn là màu da. Có bệnh không vậy, có cần vậy không chứ? Có phim hay xem đây. Ý, để coi thử coi. Rose. Không phải Rose đó chứ. Ý, là cô ta. Trời ơi, nhìn anh gấp gáp vậy kìa. Ở đây nè, ở đây có đồ tốt. Ê, đợi đã, tôi đi mua đồ, mọi người lên trước đi. Ê, ê, anh lại đi mua đồ, đến thăm ai hả? Anh đúng là tên phá luật, làm mất mặt chúng tôi à. Là tôi không tốt, không phải mọi người xấu. Anh lên đi. Đi, đi thôi. Lần sau tới tìm tôi nha. Tạm biệt. Ê, anh đến tìm tôi phải không? Đi thôi. Hôm nay tôi không có tiện. Ý, anh đẹp trai, lại tới tìm Phụng phải không? Hay là vô đây với em đi. Đã xong rồi. Trời, anh xấu thật, cái đồ xấu xa. Anh tới rồi hả? Wow, rất thơm đó. Ở đây đâu có thơm chứ. Tiệm cà phê cao cấp của em gái anh mới là thơm đó. Chỉ là khoảng cách quá xa, đem đến đây cũng nguội hết rồi. Vậy thì lãng phí quá trời luôn. Em biết anh tốt với em, nhưng mà em dị ứng với cà phê lắm á. Chỉ có thể ngửi mùi. Nếu như em muốn ngửi thì đến tiệm cà phê ở dưới lầu là ngửi được rồi. Sao lại lãng phí tiền như vậy chứ? Không hề lãng phí đâu. Em thích ngửi, anh thích uống, rất là hợp đó, đúng không? Anh đối xử với em rất là tốt. Thường hay đến lo cho em, vừa mua cơm nè, vừa mua cà phê, mua đồ ăn tối. Những lúc em không vui á, không tiện á, thì anh cũng không ép em làm việc nữa. Đừng nói xa xôi, chỉ trong tầng lầu này, muốn trẻ có trẻ, muốn chân dài thì có chân dài. Chỉ có anh á, mới chung tình như vậy mà thôi à. Bây giờ muốn tìm khách hàng có tình có nghĩa như anh đây, thật là không dễ dàng rồi. Cần gì phải đi tìm khắp nơi chứ. Chúng ta qua lại lâu như vậy rồi, anh mới không có đi tìm khắp nơi. Anh mà tìm tới người mới, đã không biết có được, có hợp với cô ta hay không nữa đó. Rất là tốn thời gian, có phải không? Đừng có nói nữa, mau ăn đi mà. Nếu không á, để nguội mới ăn, thì sau đó sẽ đau bụng, rồi không có làm ăn được nữa, không có tốt. Anh xấu xa thiệt đó. Ê, sao nó nhảy lung tung vậy? Ấy trời, đồng độc biến thành ếch rồi nè. Đúng vậy, lúc đó anh mang cho em, nói là cho em nuôi để đỡ buồn. Lúc đầu em không nghĩ là sẽ nuôi chúng. Nhưng mà sau khi nuôi chúng, nuôi riết rồi, tự nhiên bây giờ chúng thành một đàn luôn rồi đó. Vậy sao? Đó, nó được sinh ra từ những con nồng nọc đó, thấy chưa? Sao hay vậy? Biết sinh nồng nọc con. Mấy con ếch nhỏ này đúng là dễ thương thiệt đó. Đúng rồi, có thể tặng cho anh mấy con không vậy? Anh cũng muốn đôi ếch hay sao? Không phải, không phải. Vì gần đây anh có khách hàng rất rảnh rỗi. Anh muốn tặng mấy con nồng nọc cho cô ta, để tăng thêm niềm vui với cuộc sống vậy đó mà.
À, vậy thì anh cứ việc lấy đi đi. Vậy mấy ngày nữa em phải về quê thăm gia đình mình rồi, phải 1-2 tuần mới về đây lại được. Hả? Anh tự lo cho mình đi hả? Bao tổ công hôm nay ăn rất ít, có đủ no không? Nó chỉ lo lên mạng, nếu vừa đói thì sẽ ra tìm tôi thôi. Ờ, nè. Anh Tích, không phải nói hôm nay về trễ sao, sao về sớm vậy? Sao? Làm phiền hai người sao? Ừ, tôi không có ý này. Ờ, à, tôi nghĩ chắc anh ấy chưa ăn cơm, Phi Phi, và lấy chén đũa cho anh ấy đi. Ờ, à, được. Sao cũng phải chia cách thọ chứ. Nè nè, ăn món này đi. Hôm nay món này rất tươi ngon. Nè, ăn đi. Cậu nói tôi nghe đi. Tại sao món này cũng có nhiều bạn bè? Tại sao nó cũng có đậu hũ, có gừng, có hành? Tại sao nó có mấy thứ này mà tôi cái gì cũng không có hết? Rõ ràng gần như vậy mà sao lại xa xôi như vậy? Hạnh phúc thì không thể gượng ép được, tùy duyên số thôi. Em có phải làm sai cái gì hay không? Không phải là lỗi do em, mà là bệnh rối loạn tâm trạng chu kỳ. Phụ nữ 1 tháng 1 lần, còn anh ta 3 tháng thì có 1 lần đó. Hả? Đó. Nhìn xem mây và trăng, cách nhau biết bao nhiêu km, nhìn rất giống gần nhưng thật ra là cách nhau rất xa. Nhìn thấy nồng nọc là biết anh đi tìm Phụng rồi. Sao rồi, cô ta lại về thăm gia đình sao? Mỗi lần cô ta về, tôi cũng không biết chừng nào cô ta mới lên nữa. Lại càng không dám nghĩ cô ta có trở lại hay không. Rất đơn giản thôi. Lấy thân phận là bạn trai, đi chung với cô ta đi. Điên sao chứ? Tôi á, chỉ là một người đa tình, rất háo sắc mà. Anh tưởng tôi là thánh hả? Hả? Đang đóng phim hả? Điện ảnh siêu dân hay là điện ảnh vô gian đảo? Đừng giả bộ nữa. Anh chỉ sợ bị cự tuyệt thôi hả? Cho nên dùng sự háo sắc của anh để che đi sự đa tình của mình. Tôi Nhậm Gia Chính sẽ không cùng một người thật sự háo sắc làm bạn đâu hả? Người ta mở cửa kinh doanh, chẳng lẽ muốn cô ta nói: ê cái đồ khùng, đừng có ở đó mà cản trở tôi kiếm ăn. Không phải lạnh khờ vậy chứ. Thật ra những gì anh làm gì cổ cũng đã vượt quá tiêu chuẩn của người khách. Anh nghĩ Phụng có nghĩ gì hay không? Hiểu được tâm ý của anh không? Nhưng mà cô ta không có lên tiếng. Vậy là sao? Tức là cô ta cũng có ý với anh. Hay là cô ta chỉ muốn giữ khách thôi? Má của tôi á,
Má của tôi đối với chuyện mi chọn ông già đó có phản ứng ra sao? Hả? Nếu như bà ấy biết Phụng làm nghề đó, tôi nghĩ bà ấy sẽ đánh cô ta như đánh tiểu nhân. Đừng có quăng bừa bãi, đỡ trúng người ta thì sao? Bạn ơi, trước chân dài mau ra đây đi. Sao vậy? Bạn học gọi điện thoại cho con, nói ba lên tivi rồi. Là ba kia, ba lên tivi thật rồi. Ý đúng đó hả? Mọi người đang nhìn thấy đôi nam nữ này trước đó có thuê thuyền ra biển ở Đại Âu để xem cá heo trắng và bị lênh đênh giữa biển nửa ngày. Xin chào anh chị, cho hỏi có thể cho biết cảm xúc lúc đó không? Được, để tôi. Lúc đó tôi thật sự hết hồn, không ngờ là lúc đó. Tôi thật không thể nào tưởng tượng, tôi là người đầu tiên nhìn thấy đó. Ông tổ công, nhìn thấy bà công mà lên tivi rồi nè. Chào. Xin hãy bình tĩnh. Tôi nghĩ là mọi người rất hiểu cảm giác của anh chị, nhưng anh chị có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ khi anh chị nhìn thấy kỳ tích đó hay không? Giây phút đó thật là suốt đời không quên. Vậy là cái gì? Không phải viên đá hình con cá khổng lồ chứ? Là thủy quái. Này này, không phải, cô nhìn kìa. Là vịt đó, là vịt đó. Con vịt. Trên hình chúng ta có thể nhìn thấy con vịt từ từ kéo chiếc thuyền vào bờ. Tình hình lúc đó rất là kỳ lạ. Người trên bờ không ngừng reo lên cổ vũ, còn giành nhau chụp hình. Và hai người trên thuyền cũng rất là vui vẻ vẫy tay. Nhìn xem, thuyền sắp vào bờ rồi. Nghe nói người lái thuyền trước đó bị chiếc răng giả làm mắc kẹt. May là có đôi tình nhân này đã cứu ông ta. Đúng vậy đó, cho nên cộng đồng mạng đã đặt cho đôi tình nhân này là đôi thần điêu đại hiệp. Đôi tình nhân? Thần điêu đại hiệp. Bàn số 3. Hey, thần điêu đại hiệp về rồi kìa. Nè, hai người xem đi, tất cả mọi người đều đến đây vì thần điêu đại hiệp và muốn uống cà phê do hai người pha đó. Nè, mời. Tôi pha? Anh rất giỏi pha cà phê mà. Có muốn đi dọn nhà vệ sinh nữa không? Đúng, tôi pha cà phê. Ê, chúng tôi đâu phải là tình nhân. Tôi biết hai người không muốn dùng hình tượng tình nhân để đi quảng cáo, nhưng mà ai cũng biết rồi, có phải không? Nè, xin vỗ tay cho thần điêu đại hiệp đi. Thần điêu đại hiệp, có thể chụp một tấm hình hai người cùng pha cà phê với nhau không? Được không? Có được không vậy? Được không vậy? Được không? Được không? Làm ơn đi. Nè, một người cầm ly, một người cầm bình. Nhìn đằng trước. Cười. Con cũng biết tiệm cà phê của mình rất vắng khách. Bây giờ hiếm có nhiều khách tới tiệm. Con với Bao Tử Đệ chịu khó đóng giả tình nhân đi. Không phải là con không chịu đóng giả tình nhân với Bao Tử đi, nhưng mà chắc chắn má không cho phép con làm như vậy. Má biết được chắc là sẽ nổi trận lôi đình luôn. Con khỏi lo cho bà. Bà đó hả? Cũng giống như tên của mình vậy đó. Bà ta vô lương tâm bị ổi lắm. Con có biết má con làm cái gì ở cuộc thi kéo qua hay không chứ? Má con làm rất nhiều việc mờ ám đó. Xin mời uống cà phê. Nghĩa là tôi bị đuổi việc sao? Công ty chỉ là tái cơ cấu, chức vụ của anh tạm thời bị hủy. Còn về ý nghĩa câu bị đuổi việc là năng lực của anh không tốt hoặc phạm phải lỗi lớn. Nhưng anh không có, công ty rất hài lòng với biểu hiện của anh. Tôi vừa tốt nghiệp đã gia nhập vào công ty này làm hết 36 năm rồi. Dù không có công mà cũng có sức,
Tại sao công ty đối xử với tôi vậy? Nếu như có chức vụ thích hợp với ông thì chắc chắn tôi sẽ tìm ông. Nè, cô không cần an ủi tôi. Công ty làm gì mà chịu tuyển tôi lại? Làm công suốt đời, chẳng lẽ không muốn tự mình làm chủ sao? Có thể đây là cơ hội tốt. Anh có nghe qua câu chuyện người chủ KFC không? Lúc ông ấy 66 tuổi mới bắt đầu tiệm gà rán. Bây giờ toàn thế giới đều có tiệm của ông ấy. Từ đây cho đến 66 tuổi, anh còn rất xa. Bây giờ tiền công, tiền thuê và nguyên liệu đều đứt mắt. Làm sao mà lập nghiệp đây? Ý, ở đây có một số ngân hàng và chính phủ cung cấp các thông tin và khoản vay cho các doanh nghiệp. Trước mắt lãi suất rất thấp, là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trẻ đó. Bình thường thì tôi rất là thích tăng ca. Cô kêu tôi sau này không cần đi làm nữa. Nếu như tôi sống đến 90 tuổi, những ngày tháng sau này làm sao mà sống chứ? Tôi biết gần đây cô lên chức bà ngoại. Đứa cháu rất dễ thương, sau này có nhiều thời gian giữ cháu rồi. Cô biết gần đây tôi lên chức ông thì được rồi. Tôi không chỉ phải nuôi vợ đâu, tôi còn phải nuôi luôn đứa cháu. Tôi phải trả góp xe, trả góp nhà. Tôi không thể mất đi công việc này. Tôi có thể giúp anh tìm công việc khác. Loại người như cô kiếm ăn nhờ vào việc làm mất công việc của người ta. Tôi không có cơm ăn, cô cũng đừng có hòng có cháu hốt. Bảo vệ! Các bà Tám khốn kiếp này, cô sẽ bị quả báo. Chị à, phản ứng của chị nhanh thiệt. Làm nghề của chúng ta, cho dù là cao thủ đến 99% cũng sẽ có 1% là máu điên. Cô tưởng tôi gọi nhiều cà phê như vậy là để uống sao? Cô hãy nhớ, cà phê lạnh trên tay họ, cà phê nóng thì ở trên tay mình. Nhớ đừng có lộn, có biết không? Dạ biết. Vô đi. Trời, người có học đúng là người có học, còn rất nhiều sách. Nhiều sách như vậy ba cô coi hết sao? Coi hết chứ. Ví dụ như sách cà phê này nè, lúc trước ba tôi thường hay đọc, còn làm thử nghiệm theo đó. Rất là thích hợp, anh coi đi. Bán cà phê cao cấp, vậy không phải người bình thường rồi. Anh mới là không bình thường đó. Cái gì cũng không biết, sao đi tham gia cuộc thi kéo qua. Còn nữa, sau này chúng ta còn phải tiếp tục giả làm thần điêu đại hiệp. Anh không thể giả biết pha cà phê, nhưng thật ra là tôi pha. Anh phải cố gắng học tập làm một barista. Barista? Cô chửi xéo tôi hả? Tôi nói là thợ cà phê mà. Là thợ cà phê. Muốn làm một thợ cà phê giỏi, muốn pha một ly cà phê ngon phải biết 5 điều. Kiến thức về hạt cà phê, phân tích cách rang chuyên sâu cà phê, ấm lòng, xay cà phê nhuyễn và phải biết đồ dùng để pha cà phê và sử dụng các kỹ thuật chuyên môn khác. Hạt cà phê có rất nhiều loại. 5 loại này là loại phổ biến nhất hiện nay. Cụ thể là Medellin, Mocha, Kona, Santos 2 và Blue Mountain Stroop 1. Anh đừng lãng phí. Hương vị không phải do ngửi mà phải pha ra thì mới biết. Khi pha chế phải chậm và đều tay mới được. Những hạt cà phê khác nhau sẽ có quy chuẩn, thời gian pha chế và dụng cụ pha chế khác nhau. Mùi vị cho ra cũng khác nhau. Như Blue Mountain số 1 dùng tách nhỏ từng giọt. Cà phê chồn Copilowat, hương thơm của nó dễ mất hơn một số cà phê thường. Vì muốn lưu giữ mùi hương đặc biệt đó thì chỉ có thể dùng bình siphon để pha. Dùng cách này, pha ra cà phê chồn sẽ cho ra nhiều bọt mịn màu vàng vàng và thành công lớn nhất là giữ được hương vị nguyên chất của cà phê. Nè, nãy giờ anh có nghe tôi nói cái gì hay không? Có. Vậy tôi đã nói những gì? Thoáng chút đi. Tối qua tôi thức sáng đêm giúp bao tổ công làm bài tập. Ê, đúng lúc, đây đi. Đáng. Rất là đáng, rất là nể phục. Tôi hỏi anh á, có thưởng thức được mùi vị gì hay không? Thì đánh đó, còn hỏi gì nữa? Anh! Ý, chết rồi, tối như vậy rồi, có công việc đi trước nha. Trời, anh chỉ ngồi đây có một tiếng thôi đã muốn về rồi. Vậy tôi...
tôi đem sách về tự ôn tập trước ha. Lần sau cô giúp tôi học bù, có thể tiết kiệm thời gian được nhiều ha. Bye 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 bye. Thật là quá đáng mà. Cô tới đây làm gì? Tôi đến xem anh bỏ học để làm gì. Thấy anh đứng ở đây mấy tiếng rồi. Mấy như gì đó đâu, không phải là con gái. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi đang quan sát nhân viên ở đây ném vòng đó. Người đó không nghiêm khắc cho lắm. Là anh ta. Anh. Hả? Nhìn là biết anh đẹp trai cao to, có chí khí, trọng lượng hơn người rồi. Đẹp trai hơn Louis luôn ha. Con trai tôi rất thích con gấu bự đó. Nhờ anh giúp đỡ, chút đừng đem trúng được, có nghiêm khắc quá. À được, mời anh. Làm ơn, làm ơn. Đây nè, nè, cầm dùm đi. Anh à, nè bé à, bé à. Nè, chú có mấy tấm hình thẻ, đổi hình của con có được không? Không được. Tấm này nè, đẹp lắm đó. Rất khó lấy được đó. Hai tấm đi, đẹp lắm đó. Chọn hai tấm đi. Quyết định như vậy đi, nè. Ba tấm. À, cảm ơn nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Bao tổ công chỉ thiếu tấm này là đủ bộ rồi. Chút nữa nó nhìn thấy chắc là vui mừng lắm. Xem ra sách cà phê anh cũng không thèm coi. Anh trả lại cho tôi đi. Cái gì mà không coi? Ngoài việc là một thợ pha cà phê giỏi ra, tôi còn phải là một người cha tốt nữa. Anh muốn làm một người cha tốt, anh cũng có thể làm tốt sự nghiệp của mình. Nhưng mà hình như anh không có tinh thần học tập gì. Nữa rồi. Lại coi thường đàn ông quán nước như tôi. Không thể làm thợ pha cà phê giỏi được, đúng không? Có thể tôi ít tiếp xúc con nít, nhưng mà tôi hứa là sau này sẽ không như vậy nữa. Bao tổ công càng ngày càng lớn, nó cũng không thích chơi gấu bông. Và mấy tấm thẻ này, mấy thứ này không dụ được nó nữa. Nếu như anh muốn tốt cho nó, anh nên làm role model cho nó xem. Ừ, cô nói cũng đúng. Nhưng cô cảm thấy tôi thích hợp đi làm người mẫu sao? Tôi kêu anh làm một tấm gương tốt cho bao tổ công xem. Tôi biết á, anh từ nhỏ đã không có cha bên cạnh nên đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà anh cũng biết á, trẻ con lúc nhỏ nó sẽ coi cha của mình là thần tượng mà. Nếu như anh làm người không có quyết tâm thì làm sao anh có thể dạy bao tổ công giỏi cho được. Anh cảm thấy ba tôi học rất nhiều, có thể là rất giỏi. Nhưng mà anh có biết, thật ra ba tôi có nhiều gì cũng không biết. Đồ dùng điện trong nhà, ống thoát nước, mấy vi tính ba tôi cũng không biết sửa. Cho nên có giỏi hay không thì tùy vào mỗi người nghĩ thôi. Đối với tôi, việc ba tôi giỏi nhất là tìm được lý tưởng của mình, còn rất chú tâm và rất cố gắng thực hiện. Tôi cảm thấy điểm này anh nên làm cho bao tổ công xem. Từ từ, từ từ nghe. Một người đi theo một người. Đi theo nghe, từ từ, lên xe, lên xe. Rồi lên xe đưa đón nghe. Từ từ thôi, đi về nhà đó, từ từ thôi, từ người một nha. Bao tổ công. Đây đây, con gấu bự. À, ba từng hứa với con được nằm trong top 10 thì tặng con một con gấu bự, ba không có gạt con. Cảm ơn ba. Nè, chị cảm ơn tôi sao? Ừ, tha cho con đó. Bao tổ công vui mừng đến như vậy, làm gì mà trưởng thành nhanh như vậy được. Những gì Gray nói, không cần để tâm làm gì. Nè, về nhà thôi. Ba ơi, con có thể tặng con gấu bự cho bạn học nữ không ba? Thằng nhóc này mới bay lớn đã có bạn gái rồi. Hay quá, để ba xem. Con gấu là của con, muốn làm gì thì làm. Đi đi.
Tạm biệt. Tạm biệt. Nè nè, Bao Tổ Công, con gấu bự của con có phải nên tặng cho một bạn gái xinh đẹp kia sao? Sao lại tặng cho cái bạn mập mập kia vậy? Lập ba nói làm việc phải kiên định. Làm người quan trọng nhất là đừng có nhìn cao quá, nếu không sẽ thất bại. Bạn Gia Hân rất đẹp, có rất nhiều người thích bạn ấy. Được ngồi xe hơi đi học, bạn ấy làm gì mà thích con chứ? Không thể nào thích con được. Betty thì khác nha, đi bộ tới trường, ít ra con cũng ngồi xe của trường. Con xứng với bạn ấy hơn. Bao Tổ Công, nè, tại sao trong bài viết ước mơ của em, con viết là con muốn làm tài xế xe buýt? Lúc trước con nói là muốn làm phi công lái máy bay mà. Lúc trước con còn nhỏ đâu có biết cái gì đâu, sao con có thể làm phi công được chứ? Con không thử thì làm sao mà biết. Đàn ông con trai phải có chí khí chứ. Má, làm tài xế xe buýt cũng tốt chứ. Trải qua trời lại cũng chỉ một con đường thôi, là có thể đi làm, đi về đúng giờ, lại lãnh lương đúng ngày nữa. Người nhà có thể đi xe buýt miễn phí, tốt lắm đó. Tốt hơn công việc lúc trước của ba nhiều rồi. Thì ra Bao Tổ Công, không ngờ nó đã trưởng thành rồi. Bao Tổ Công nhỏ như vậy mà không có ước mơ, chắc là bị mình làm ảnh hưởng. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng lẽ nó lớn lên chỉ biết lái xe buýt thôi sao? Hay là giống mình đi làm phục vụ quán? Không được, mình không thể nhìn Bao Tổ Công tắt niềm tin và mơ ước. Vì Bao Tổ Công, tôi phải phấn đấu trở lại. Tôi phải làm người đàn ông có ý chí. Tôi phải làm một tấm gương tốt. Yeah, 买了再买，再没。